Đàn ông thoát chết thần kỳ với thanh sắt đâm xuyên qua cổ. Cảnh giác với chiêu trò giả danh công an, doanh nghiệp làm từ thiện để lừa đảo. Tóm gọn hai tên cướp ngân hàng manh động ở Khánh Hòa. Ăn thịt cóc chữa bệnh, coi chừng mất mạng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Miền Đông 24 giờ hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2018. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 18 giờ hàng ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, nơi cập nhật những thông tin nóng, những vấn đề dân sinh nổi trội tại các tỉnh thành thuộc khu vực Miền Đông và trên cả nước. Và trên màn hình lúc này là số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0898454244 để tất cả quý vị có thể phản ánh những ý kiến và nêu lên những bức xúc về các vấn đề đang tồn động tại địa phương nơi quý vị đang sinh sống. Phóng viên của chúng tôi sẽ luôn tiếp nhận thông tin và tìm hiểu thực hư của vấn đề. Còn bây giờ xin kính mời tất cả quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên trên từng cây số. Kính thưa quý vị, với phương châm ngày khai giảng là ngày hội của học sinh, không chỉ tại các điểm trường lớn mà ngay cả một lớp học nho nhỏ ít người biết đến nằm ở giữa nhà trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng rộn ràng tiếng cười vui và hạnh phúc của những đứa trẻ đặc biệt. Vâng, đây chính là lớp học tình thương dành cho những đứa trẻ là con em công nhân, lao động nghèo từ khắp nơi tụ về. Sau đây, mời quý vị cùng chứng kiến những hình ảnh rất vui tươi nhưng đầy cảm động trong ngày đầu năm học mới của lớp học tình thương đặc biệt này. Đây là lớp học tình thương do cô Nguyễn Thị Ngọc, 37 tuổi, chủ khu nhà trọ Úc Đông mở từ năm 2007. Không trang hoàng lộng lẫy, không cờ trống như ở trường học, nhưng lễ khai giảng ở lớp học tình thương vẫn diễn ra trong niềm vui hân hoan của gần 50 trẻ em nghèo. Năm học này, các em được tặng bàn ghế, chiếc áo thun, sách giáo khoa mới cứng. Sự bắt đầu của con chữ thật giản dị ở giữa khu nhà trọ công nhân, lao động nghèo. Trước đây, khu nhà trọ này lúc nào cũng có một nhóm trẻ không được tới trường đi học. Đứa đi bán vé số, đứa đi nhặt ve chai, phát tờ rơi kiếm thêm tiền phụ gia đình. Thương các em nhỏ không biết chữ, cô Ngọc đã tập trung lại để dạy cho chúng tập đọc và tập viết cùng con của mình. Ban đầu chỉ có 4 em nhỏ, hơn một năm sau có 30 em ở nhà trọ lân cận tới theo học. Lớp càng ngày càng đông, cô Ngọc bàn với lãnh đạo phường và đoàn thanh niên hỗ trợ để đảm bảo việc học cho các em được liên tục. Được biết, cô Ngọc đã dành 3 phòng trọ cho thuê và khoảng sân phía trước lợp mái tre để làm lớp học. Hoạt động 10 năm nay, lớp học đã xóa mù chữ cho hơn 100 đứa trẻ. Liên quan đến tình hình thời tiết, một thông tin không vui đang xảy đến với bà con của huyện Mờ Rắc của tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù Tây Nguyên đang ở cao điểm mùa mưa, nhưng nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Mờ Rắc đang rơi vào tình trạng trơ đáy, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Thậm chí nhiều diện tích cây trồng đã bị khô hạn, nguy cơ bị mất trắng. Đây là tình cảnh xót xa đang diễn ra trên địa bàn huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Hàng ngàn hecta lúa hè thu của bà con nông dân nơi đây bị chết cháy vì thiếu nước tưới suốt gần 3 tháng qua. Các lòng hồ thủy lợi hầu hết đã bị bồi lắng, không còn khả năng tích trữ nước. Nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài chừng nửa tháng nữa, sẽ có thêm nhiều công trình bị trơ đáy. Điều này đồng nghĩa mùa mưa nước tràn đi hết, còn mùa nắng người dân lại không có nước để dùng. Được biết, trên địa bàn huyện Mờ Rắc có đến 12 trên 60 công trình thủy lợi cần phải được nạo vét khẩn cấp để chống hạn cho cây trồng. Tiếp theo là thông tin liên quan đến tình hình cháy nổ. Thưa quý vị, thời điểm này các tỉnh miền Nam đang bước vào mùa mưa. Chính vì điều này mà nhiều người khá chủ quan trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ. Thế nhưng, vào tối ngày hôm qua, một cửa hàng bán phụ tùng ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến cho nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. Một làn đường phải phong tỏa để dập lửa dẫn đến giao thông trên quốc lộ 1A. Hướng về quận Thủ Đức ùn ứ nghiêm trọng. Sau đây là hình ảnh hiện trường về vụ cháy do phóng viên Miền Đông 24 giờ gửi về. Khoảng 21 giờ 15 đêm qua, một ngọn lửa kèm khói đen bất ngờ phát ra từ một cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô tại địa chỉ 140/1 quốc lộ 1, phường Tân Thế Hiệp, quận 12. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Do căn nhà cấp 4 đóng cửa kín và chỉ có một lối duy nhất nên cảnh sát phải dùng thiết bị chuyên dụng phá vỡ lối đi để đưa vòi rồng vào bên trong dập lửa. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế. Phía bên trong cửa hàng, nhiều vật dụng và phụ tùng ô tô bị thiêu rụi. Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Vào ngày hôm qua, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Vũng Tàu. Đang làm phụ hồ ở tầng trệt, một người đàn ông bị một thanh sắt dài khoảng 1,5m rơi từ tầng trên xuống đâm xuyên cổ. Tuy nhiên, nạn nhân đã may mắn sống sót sau khi được các bác sĩ phẫu thuật.
Theo đó, vào sáng ngày 6 tháng 9, trong lúc làm thợ hộ ở tầng trệt của một tòa nhà nằm trong khu Á Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, ông Nguyễn Chim, 53 tuổi, bị một cây sắt V8 dài khoảng 1,5 mét rơi trúng và đâm xuyên qua cổ. Nạn nhân được các công nhân khác đưa vào bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, thanh sắt đâm từ trước ra sau vẫn lưu lại trên cổ. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các thủ tục để mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã dùng kìm cộng lực cắt đoạn trước và sau của dị vật sát với vết thương, sau đó mổ lấy dị vật ra ngoài. Ca mổ được tiến hành thành công. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe ổn định. Qua vụ việc này, rất mong các anh chị em công nhân cũng như là người dân cần cảnh giác khi đi qua hoặc làm việc tại các công trình xây dựng, cần trang bị đồ bảo hộ để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý khán giả, từ thiện được xem là việc làm từ tâm, xuất phát từ lòng tốt, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng đâu đó vẫn xuất hiện những kẻ lợi dụng mác từ thiện để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Và đó là trường hợp vừa xảy ra trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi. Bằng thủ đoạn giả danh là người cán bộ công an, giám đốc doanh nghiệp chuyên hoạt động từ thiện, đối tượng đã lừa giúp người khác chạy việc. Tuy nhiên, từ đây nhiều người đã sập bẫy lừa đảo mất tiền từ thủ đoạn này. Vụ việc đáng chú ý là trường hợp của anh Lâm Văn Trung ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Vì tin tưởng Lê Thanh Phương, tự xưng là giám đốc một doanh nghiệp chuyên hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo, nên anh Trung đã nhiều lần đưa tiền trên chục triệu đồng để xin việc. Thế nhưng việc đâu chưa thấy, ông giám đốc từ thiện Lê Thanh Phương đã trốn biệt tích vài ngày sau đó. Vừa mới đi bộ đội về, chưa có công an việc làm, nên hắn tiếp cận, ảnh tiếp cận và giới thiệu là nhờ làm từ thiện, biết em có hoàn cảnh là chưa có việc làm nên là anh cũng muốn giúp đỡ, là giới thiệu vào nhà máy bia Trung Quốc á. Hiện nay có gần 10 người là nạn nhân của thủ đoạn làm từ thiện của đối tượng Lê Thanh Phương. Tuy nhiên, việc điều tra xác minh đối tượng này lại gặp khó khăn bởi đối tượng này rất cảnh giác khi giao nhận tiền trong quá trình trao đổi giao dịch. Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã bỏ trốn khiến công tác bắt giữ điều tra kéo dài. Còn đối với các bị hại, do mặc cảm với những người xung quanh và tâm lý biết khó đòi lại được tiền nên đã im lặng không tố giác tội phạm. Nên qua đây cũng em cũng nghĩ là phải cảnh tỉnh cho mọi người biết về những đối tượng như thế, giả danh là những người làm từ thiện này nọ, muốn giúp đỡ người khác, nhưng thật ra đó là hình thức lừa đảo chứ còn không phải là người làm từ thiện tốt gì đâu. Qua vụ việc này thì chúng tôi nghĩ người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những phương thức lừa đảo của đối tượng hoạt động từ thiện để chạy việc, xin đi học để chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, lại một chiến tích nữa được đội hiệp sĩ Bình Dương triệt phá thành công chỉ sau vài giờ khi nạn nhân báo tin cầu cứu. Cụ thể là vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 9, khi đang tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Giang Hớn Bảo, sinh năm 1985, ngụ ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, về việc anh này vừa bị trộm lấy mất chiếc xe Honda Way biển số 61H1-28829 ở đường Bác sĩ Yasin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Sau khi kiểm tra được hình ảnh từ camera ghi lại, đội hiệp sĩ nhận mặt được đối tượng lấy xe, liền tỏa ra các tuyến đường truy tìm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 13 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Viết Tâm và Lê Mạnh Bi phát hiện đối tượng đang uống cà phê ở đường Thích Quảng Đức, khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, liền mời người này về công an phường làm việc. Sau khi thừa nhận hành vi trộm xe, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Long, sinh năm 1989, quê Hòn Đất, Kiên Giang, tạm trú phường Hiệp Thành, đã có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Đội hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng cho công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm qua thì chúng tôi đã thông tin đến tất cả quý vị về vụ dùng súng cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay thì lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết đã bắt được 2 tên cướp manh động này. Hai đối tượng là Trần Hoàng Nhật Tùng, 36 tuổi và Đàm Minh Quang, 30 tuổi, đều ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Đây chính là hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn trên. Sau 2 ngày gây án, hai kẻ cướp đang chạy xe trên đường ở gần hiện trường thì bị cảnh sát khống chế. Khám xét nhà của hai tên cướp, cảnh sát thu được 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống của nghi phạm để lại tại hiện trường. Cơ quan chức năng cũng thu giữ hơn 3 tỷ đồng số tiền chúng cướp được. Số tiền này, hai đối tượng mang đến ngôi nhà hoang, cách nhà của một tên cướp chừng 1 km, rồi đào đất chôn xuống để giấu. Cũng theo cơ quan công an, một trong hai nghi phạm vụ cướp này bị nghiện ma túy. Hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng này khai khi gây án đã mang theo 5 khẩu súng. Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thị xã Ninh Hòa mỗi đơn vị 10 triệu đồng sau khi phá được án.
Thưa quý vị, phóng nhanh vượt ẩu luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Sáng nay ngày 7 tháng 9, trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa xảy ra vụ tai nạn mà nạn nhân bị thương nặng nhất chính là người cầm lái, chạy với tốc độ cao và gây nên hậu quả đáng tiếc. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng nay, xe máy mang biển kiểm soát 59G22-27842 do người đàn ông tên Khương chở theo một em bé lưu thông trên đường Dương Thị Mười theo hướng từ đường Nguyễn Ánh Thủ về đường Tô Ký, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang điều khiển xe máy xin sang đường, thì một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59V1-42687 chạy hướng ngược lại với tốc độ cao không kịp xử lý đã tông trực diện vào xe của anh Khương. Cú tông cực mạnh khiến cả ba ngã xuống đường bị thương rất nặng. Anh Khương và em bé bị thương nhẹ. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy nằm chồng lên nhau. Riêng xe máy mang biển kiểm soát 59G2 bị vỡ nát, nhiều phần hư hỏng nặng. Thưa quý vị, trong chuyên mục ống kính camera, chúng tôi đã nhiều lần thông tin về những vụ trộm cắp tại các khu nhà trọ công nhân, sinh viên. Sau những vụ việc như thế, nhiều người đặt câu hỏi là tại sao ở khu vực sống tập thể, đông dân cư mà việc trộm cắp vẫn xảy ra thường xuyên như vậy? Và để trả lời câu hỏi này, Ngọc Luân xin mời quý vị cùng đến với clip ngay sau đây để có câu trả lời. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại vào ngày 5 tháng 9 tại một khu nhà trọ dành cho công nhân tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này là đầu giờ chiều nên đa phần người thuê trọ ở đây đang nghỉ trưa hoặc khóa cửa đi làm. Mặc dù vậy, vẫn có một người đàn ông và một bé gái ngồi ngoài hành lang. Lúc này một tên trộm tiếp cận rồi tiến đến chiếc xe Vision màu đen biển số 64E1-33193 dựng trước cửa phòng trọ phía trong để tiến hành bẻ khóa. Mặc dù phát hiện hành động khả nghi của kẻ trộm, nhưng ông này vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Thậm chí khi tên cướp dắt chiếc xe ra một cách chậm rãi, ông này cũng thờ ơ đứng nhìn mà không hề thông báo cho nạn nhân hay những người xung quanh. Có thể thấy chính sự bàng quan trước tài sản của người khác là sự hỗ trợ đắc lực để những tên trộm như thế này ngày càng lộng hành. Thưa quý vị, cách đây ít ngày, vụ sập biển quảng cáo ngoài trời khiến cho một người tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người lo sợ. Ngày hôm qua, một khán giả của Miền Đông 24 giờ đã gửi đến chúng tôi clip được quay lại tại đại lộ Bình Dương. Xem qua clip thì không ít người đã phải giật mình trước sự nguy hiểm của những biển quảng cáo này. Một biển quảng cáo cỡ lớn được lắp đặt tại con lương giữa đại lộ Bình Dương. Nhìn qua thì có vẻ đây là một thiết bị vững chãi và an toàn. Thế nhưng không, khi những cơn gió mạnh thổi qua, chiếc bảng quảng cáo này cũng gây lập tức lắc lư theo gió, tạo nên những cảnh tượng hết sức nguy hiểm. Rất mong các cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc kiểm tra và có biện pháp khắc phục để người dân được an toàn khi tham gia giao thông qua khu vực này. Lan Khuê hiện là một trong những gương mặt nổi bật của sàn Catwalk Việt. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, chiều cao lý tưởng, Lan Khuê đã trở thành hình mẫu được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên sẽ chẳng ai biết rằng người đẹp từng có khoảng thời gian rất tự ti, lo lắng vì chiều cao vượt trội của mình. Sau đây là những kỷ niệm thú vị vừa được Lan Khuê bật mí. Sở hữu chiều cao 1m74, với thân hình cân đối và nổi bật trên sàn catwalk lẫn đời thường, Lan Khuê khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cô tiết lộ đã từng có khoảng thời gian dài cảm thấy rất tự ti về ngoại hình và lo lắng về sự phát triển vượt bậc của mình. Giai đoạn từ lớp 6 đến lớp 7 là cái giai đoạn mà Khuê phát triển chiều cao rất là nhanh, trong vòng nó không chừng vài tháng thôi. Mà mình đo là lúc đó là 1m74 rồi. Hồi đó mình cứ sợ là mình sẽ cao 1m8, sợ lắm. Thấy cái gì mà mới có mấy tháng mà lên 1m74. Rồi sau này 1m8 mấy rồi ai lấy. Tôi nghĩ rằng những cái bạn nào mà cao hồi xưa đi học nó sẽ cùng chung cái cảm giác này với Khuê. Cái cảm giác mà làm gì cũng cảm thấy như thiên hạ là thấy mình hết vậy, nó không làm được cái chuyện gì hết. Đi ra ngoài đường lúc nào cũng phải khom lưng. Ngồi cũng vậy, ngồi và đứng luôn, sợ rằng mình nó sẽ là tâm điểm sự chú ý. Thưa quý vị khán giả, đã từ lâu thì dân gian truyền tay nhau về những giá trị dinh dưỡng cũng như là hàng loạt công dụng thần kỳ từ thịt cóc. Độ ngọt trong thịt cóc không chỉ là những món ăn khoái khẩu của nhiều người mà còn chứa rất nhiều chất đạm và kẽm. Bổ dưỡng là thế, tuy nhiên người dùng cũng phải hết sức lưu ý đến độ an toàn khi sử dụng, bởi trong thịt cóc có chứa một chất cực độc, không cẩn thận có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Làm thế nào để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể một cách an toàn, cũng như xử lý tình trạng khi ăn phải thịt cóc sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập ngày hôm nay. Thịt cóc chữa bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em, chà bông cóc vàng chữa hen suyễn, gan cóc có thể chữa viêm gan B,
nuốt mật khóc có thể chữa khỏi cả ung thư. Và còn hàng loạt những quan niệm của nhiều người về tác dụng của thịt cóc đối với sức khỏe. Chưa biết tác dụng của loại thực phẩm này thần kỳ đến đâu, nhưng hàng năm, số lượng người tử vong vì ăn thịt cóc lại càng nhiều. Tháng 6 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận trường hợp chị em bé M nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục, rối loạn nhịp tim do ngộ độc thịt cóc. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, nhưng do ăn nhiều hơn em nên chị gái của bé M đã tử vong sau đó. Trước đó, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cũng từng tiếp nhận 3 anh em ngụ quận Cái Răng thành phố Cần Thơ ngộ độc do ăn phải trứng cóc. May mắn là được cấp cứu kịp thời. Làm thịt cóc để cho mấy đứa nhỏ ăn để chống còi xương. Mình biết cái độc của nó nếu mà làm không kỹ á, thì sẽ gây ra chết người á. Nhưng mà do ba là bộ đội hồi xưa nên ba cũng đã từng làm ở trong quân đội, ba ăn rồi nên là về nhà là ba làm cho mấy nhỏ ăn. Ở nhà mình á, thì bé nhà mình nó bị còi xương, mà nghe người ta chỉ là ăn thịt cóc thì thịt cóc nó có nhiều, rất là nhiều chất dinh dưỡng á, thì mình cũng có mua cho bé sử dụng. Mà mình cũng có nghe người ta nói là thịt cóc bị độc, có độc, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình trong lúc mà mình chế biến mình cẩn thận một chút thì chắc cũng không sao. Tại Việt Nam hiện nay có khoảng 5 loại cóc và loại nào cũng có chất độc, trong đó độc nhất là loại cóc mắt đỏ. Theo các chuyên gia, thịt cóc vốn không chứa độc tố, mà độc tố bifotosin có trong gan, trứng, da, dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tay, còn gọi là nọc cóc hay nhựa cóc, mới là thành phần gây độc. Ngoài ra, ở mắt và hệ thần kinh dọc hai sống lưng cũng chứa loại độc tố này. Theo ước tính, lượng chất độc có trong một con cóc có thể khiến 5 người trưởng thành tử vong. Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến, nếu không cẩn thận để nhựa cóc lẫn vào phần thịt cũng rất nguy hiểm. Bởi khi chế biến đun nấu ở nhiệt độ cao, độc tố trong cóc cũng khó bị phân hủy. Tại sao người này ăn cóc thì không sao, mà người kia ăn cóc là lại bị ngộ độc và thậm chí có thể gây tử vong? Bởi vì cái cách chế biến. Thì chúng ta biết rằng thịt cóc thì không độc, nhưng mà trong quá trình chế biến, nếu như mà những cái chất tiết của cóc hoặc là trứng hoặc là gan cóc mà nó vấy vào trong thịt thì sẽ gây ngộ độc. Có một số người nói tôi làm thịt cóc rất là chuyên nghiệp hoặc là tôi làm rất là cẩn thận, thì cái nguy cơ ngộ độc có hay không vẫn có khả năng xảy ra, mặc dù những người làm cũng rất là chuyên nghiệp và cũng làm nhiều lần. Bởi vì chúng ta không có thể nào biết được cái chuyện là những cái chất tiết của con cóc mà khi mình đã làm chết rồi á, thì nó dính vào trong tay mình khi mà làm, rồi sau đó thì nó dính vào trong thực phẩm. Cho tới nay, độc tố bifotosin vẫn chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, để đề phòng, biện pháp hữu hiệu nhất là không nên sử dụng bất cứ thực phẩm nào được chế biến từ cóc. Nếu sử dụng thịt cóc, trong quá trình chế biến cần lưu ý chặt bỏ đầu từ hai nu mắt trở lên, chặt bỏ bốn bàn chân, loại bỏ toàn bộ da, nội tạng gồm ruột, gan, trứng. Khi lột da cóc phải lột trong chậu nước hoặc dưới vòi nước đang chảy để nhựa cóc không dính vào thịt. Rửa kỹ 4 đến 5 lần cho thật sạch, ngâm vào nước muối trong 10 phút rồi kiểm tra lại từng bộ phận. Nếu như mà không thể đảm bảo được thì chúng ta hạn chế ăn. Trong thiên nhiên, trong đời sống của chúng ta hiện nay có rất là nhiều thực phẩm mà cái hàm lượng đạm, hàm lượng những cái chất dinh dưỡng cũng rất là cao, và hàm lượng những cái vitamin cũng như khoáng chất rất là cao, có thể thay thế được cho thịt cóc. Ví dụ như chúng ta có thể ăn thịt gà, thịt cá hoặc là thịt những số cái mà nó tương đối an toàn và dễ chế biến. Mà trong trường hợp lỡ sử dụng mà thịt cóc mà có những cái biểu hiện bất thường, chúng ta phải đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt thì mới hy vọng được cứu được người bệnh. Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã khuyến cáo về nguy cơ tiềm ẩn của thịt cóc, nhưng hàng năm tại các bệnh viện lớn vẫn tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu vì ngộ độc. Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng mà loại thực phẩm này mang lại. Tuy nhiên, có nên bất chấp nguy hiểm đánh đổi mạng sống mình là điều mà chúng ta cần cân nhắc lại. Kính thưa quý vị, để hạn chế rủi ro thì cách tốt nhất chúng ta không nên sử dụng loại thực phẩm này, càng không nên mua thịt cóc đã được làm sẵn. Sau những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng hy vọng là không còn những trường hợp thương tâm nào từ việc dùng loại thực phẩm này. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Còn bây giờ, Nguyên Bảo và Ngọc Luân xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai trên kênh BTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.